Chào, Tomato Hường đã quay lại rồi đây. Trong video này, Hường sẽ chia sẻ về những việc bạn cần làm để chúng ta thực sự thành công với Affiliate Marketing. Chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều, chứ không phải là đơn giản là chúng ta sẽ thành công sau một đêm. Nếu các bạn đến với Affiliate Marketing với một tâm thế là chúng ta sẽ thành công sau một đêm, thì điều đó không thể xảy ra đâu. Do đó, chúng ta cần phải chuẩn bị những nền tảng, những nền móng vững chắc để chúng ta có thể là đi đường dài trên hành trình này, để chúng ta đạt được cái mục tiêu thu nhập tự động và chúng ta mong muốn, hoặc là đạt được cái phong cách sống mà chúng ta thực sự mong muốn, hoặc là để chúng ta tự do hơn, làm chủ cuộc chơi, làm chủ công việc kinh doanh của mình. Đầu tiên, quan trọng đó là chúng ta phải follow những người thành công. Có thể là những người này tại Việt Nam, những người đã có kết quả tốt ở trên Affiliate Marketing, và follow cả những người thành công hàng đầu trên thế giới sẽ giúp cho chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất, cũng như có những cái nguồn cảm hứng, xem thử người ta đang làm gì, là đang như thế nào, và chúng ta hãy quan sát, đưa ra cái kết luận cho chính mình để chúng ta tìm ra những cái phương pháp công thức thành công CTTC của bản thân mình. Chỉ follow nó ở Instagram hay Facebook hay subscribe kênh YouTube ha. Ví dụ như các bạn có thể là lên Instagram, các bạn có thể gõ ở đây, ví dụ như gõ là Dan Lok chẳng hạn, chúng ta gõ ổng ra rồi chúng ta follow. Rồi ví dụ như là Jin, gõ ổng ra rồi chúng ta follow chẳng hạn, đó, bấm nút follow. Rồi ví dụ như là Russell Brunson, gõ nó ra follow. Sau đó chúng ta có thể là Tony Robbins, ở đây thì ổng sẽ đưa ra những cái chương trình mới nhất mà những nhân vật này có, follow ổng. Rồi ví dụ như Ben June, vâng vâng, thường không nhớ ra, mà đại khái các bạn hãy follow những nhân vật này và họ luôn luôn hoạt động ở trên Instagram mỗi ngày. Và chúng ta tham gia ít nhất một đội nhóm về Affiliate Marketing. Đội nhóm này có thể là online và offline, nhưng mà tốt nhất chúng ta tham gia cả hai đội nhóm. Đội nhóm online để chúng ta có thể gặp nhau và chia sẻ thường xuyên hơn, đỡ tốn thời gian công sức và không giới hạn về mặt địa lý. Đội nhóm này có thể ở Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ, vân vân, rất là nhiều tỉnh, hoặc là thậm chí ở bên nước ngoài, những người bạn, những người Việt ở tại Mỹ, Canada, Hàn Quốc, vân vân, thì họ cũng đang làm Affiliate Marketing rất là nhiều. Chúng ta tham gia đội nhóm online thì chúng ta sẽ không giới hạn về mặt địa lý. Ngoài ra, đội nhóm offline gặp trực tiếp cực kỳ quan trọng, bởi vì khi mà gặp trực tiếp chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn ấy, cũng như là có sự cam kết, có năng lượng và nguồn cảm hứng. Thứ ba đó là sự cam kết, tự cam kết dành thời gian ít nhất 2 giờ chất lượng mỗi ngày. 2 giờ này phải cực kỳ chất lượng ha. Mỗi ngày chúng ta ngồi vô cái giờ đó thì phải thực sự là chúng ta tập trung 100% năng lượng vô, từ 00 phút đầu tiên cho đến 1 giờ 59 phút 59 giây. 2 giờ cực kỳ trọn vẹn và tập trung vào nó. Chứ nếu mà chúng ta tập cũng ngồi 2 giờ nhưng mà 2 giờ đó lại bị làm phiền bởi những yếu tố xung quanh, có thể tin nhắn bạn bè hay công việc này, người này gọi, người kia gọi, thì là không ok. Chúng ta phải thực sự là tập trung 100% cho nó. Đó là lý do tại sao mà Hường hay khuyên các bạn học viên hay là những người làm Affiliate Marketing, đó là chúng ta chọn cái thời gian năng lượng nhất, tốt nhất mỗi ngày của mình. Ví dụ như bản thân Hường thì tốt nhất, năng lượng nhất vào buổi sáng. Sau khi thức dậy thì việc đầu tiên của mình đó là dấn thân 2 giờ trọn vẹn. Và dậy sớm thì thế giới xung quanh họ đang ngủ, không ai làm phiền mình. Lúc này thì mình dành thời gian năng lượng nhất cho công việc Affiliate Marketing, cho ước mơ tự do hay tạo thu nhập thụ động, hay là đặt mục tiêu ước mơ có một cái thu nhập thụ động cao. Nói chung đây là cái ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mình, thì mình dành cái thời gian năng lượng nhất trong ngày để chúng ta làm mỗi ngày, không bỏ ngày nào. Nhiều người cứ bỏ ngày cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật, nhưng bản thân Hường đó là làm luôn. Hãy cứ trước khi đi chơi hay trước khi làm một cái điều gì đó không quan trọng, miễn là hai ngày đó dành trọn vẹn cho ước mơ và dành trọn vẹn cho cái công việc quan trọng nhất của mình. Thời điểm đó chính là Affiliate Marketing. Nếu như các bạn đang bắt đầu thì nếu như các bạn đặt nó ở vị trí quan trọng nhất, các bạn phải đạt được thu nhập thụ động với Affiliate Marketing, thì hãy biến 2 giờ này thật chất lượng, biến nó thành thói quen. Ví dụ như là 4 giờ sáng thì cứ mặc định mỗi ngày 4 giờ sáng ngồi vô làm và không suy nghĩ, không mất tập trung, không có bị suy nghĩ ở đâu hết, cứ tập trung. Thời gian thực sự hiệu quả đấy, mỗi ngày ha. Hoặc là có người là 10 giờ đến 12 giờ tối tùy. Và cái số 4 đó là chọn một người thầy, một người mentor. Thực ra thì chúng ta có thể tự mày mò, nhưng mà một người thầy, một người mentor thì nó sẽ ok hơn. Ít nhất người ta cũng sẽ có kinh nghiệm hơn, có một cái
Có một cái trải nghiệm ở trong affiliate marketing, mặc dù đương nhiên thì nếu như các bạn tham gia những chương trình khóa đào tạo thì các bạn sẽ tốn phí, nhưng mà người ta sẽ làm một cái mảng ghép, những người thầy, người mentor chính là cái mảng ghép rất là lớn để mình có thể có động lực để tiến lên cũng như là về kiến thức. Và nếu như các bạn ban đầu khởi đầu thì dành trọn vẹn và hãy theo một cái người thầy hoặc người mentor nào đó để bắt đầu những bước đi đầu tiên. Nhưng mà sau đó để mà chúng ta tìm thấy một cái hành trình thành công cho riêng mình, thành công rực rỡ hơn, thì các bạn có thể có nhiều người thầy khác nhau. Mỗi người thầy sẽ giúp bạn có một mảng ghép và các bạn ghép nó lại trở thành một cái công thức thành công cho riêng mình. Ngoài ra thì cái việc học từ nhiều người đấy, nó sẽ giúp cho chúng ta mở rộng được kiến thức, học được nhiều hơn. Chúng ta có thể bỏ ra kinh phí để chúng ta mua những cái bài học và kinh nghiệm của người khác, sẽ nhanh giúp chúng ta đạt được cái thành công hơn. Ok, cái số 5 đó là học từ những thất bại cả của mình và thất bại của người khác, đặc biệt là học từ những thất bại của người khác, nó sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân mình, nó sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta tiết kiệm được thời gian, chi phí tiền bạc và thất bại của chính mình, bởi vì mình không thể nào mà làm một cái vèo từ lúc bắt đầu cho đến lúc thành công mà không gặp thử thách được. Chắc chắn chúng ta phải gặp thử thách rất là nhiều, thử thách sự kiên trì, sự kiên định, độ bền vững, sự quyết tâm của bản thân mình. Những thử thách sẽ vật ngã những ai mà có thói quen bỏ cuộc. Nên là chúng ta phải học từ những thất bại. Cái số 6 đó là chúng ta đặt mục tiêu cao. Các bạn phải đặt mục tiêu trên 10.000 đô một tháng. Thì phải rõ ràng cái con số ra và xác định tầm nhìn của mình. Xác định tầm nhìn sau khi mà chúng ta, có thể là các bạn đạt được mục tiêu, các bạn có thể là mở lớp, hoặc các bạn có thể mở những cái chương trình chia sẻ, hoặc những cái buổi apply hay giúp đỡ những người khác, vân vân. Chúng ta tưởng tượng khi mà chúng ta đạt được mục tiêu thì chúng ta sẽ làm những cái gì. Và sau khi đạt mục tiêu của bản thân mình rồi, đặt mục tiêu ấy, phải đặt mục tiêu xứng đáng để chúng ta nỗ lực và là động lực mỗi ngày của mình, thực sự là mang cho chúng ta cảm giác sướng, thì chúng ta mới có động lực để làm nó. Và chúng ta trả lời tại sao chúng ta cần đạt được cái mục tiêu này. Hãy trả lời cho chính mình tại sao chúng ta cần phải đạt được, để chúng ta suy nghĩ, đặc biệt là phải suy nghĩ, cảm nhận kết quả đạt được liên tục 21 ngày, tức là ngày nào chúng ta cũng suy nghĩ về về sau khi chúng ta đạt được mục tiêu, chúng ta sẽ làm cái gì, chúng ta sẽ đi những đâu, chúng ta làm những gì, giúp đỡ ai, cảm giác như thế nào, mua nhà như thế nào, mua xe như thế nào, cảm xúc của chúng ta như thế nào, hạnh phúc, vui sướng, tất cả chúng ta hãy tưởng tượng về nó liên tục 21 ngày, để não bộ của chúng ta sẽ dần dần ăn sâu vào tiềm thức, và chúng ta sẽ không, dù gặp những cái thử thách thì chúng ta sẽ không bỏ cuộc, mà chúng ta sẽ nghĩ về những kết quả tuyệt vời sau khi đạt mục tiêu mà chúng ta liên tục tiến lên. Do đó việc suy nghĩ và cảm nhận về kết quả cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải làm liên tục, phải nhắc nhở não bộ của mình, nhắc nhở chính mình là chúng ta phải liên tục tiến lên đấy. Và cái tiếp theo là chúng ta sau khi đạt mục tiêu, chúng ta sẽ bạn sẽ làm gì? Thì bây giờ đó là cái tầm nhìn ở đây. Chúng ta phải xác định tầm nhìn sau khi đạt mục tiêu chúng ta làm gì. Có thể là các bạn chia sẻ, hoặc các bạn có thể là đi xung quanh, vòng quanh những cái quốc gia châu lục, nước này đến nước khác, tỉnh này đến để đến tỉnh khác, để chúng ta học tập nhiều hơn, chúng ta kinh doanh cái gì, làm cái gì, mở khách sạn, nhà hàng, vân vân. Chúng ta nhìn thấy là sau khi đạt mục tiêu chúng ta làm những cái điều gì, chúng ta tưởng tượng càng nhiều càng tốt, càng phong phú càng tốt, sẽ giúp cho não bộ chúng ta thu hút những cách để chúng ta đạt được mục tiêu. Quan trọng lắm đấy, cực kỳ quan trọng. Các bạn bỏ qua cái bước này là các bạn không thể làm được đâu, bởi vì mình phải tưởng tượng, mình phải thực sự cảm nhận được là cái kết quả, cái điều tuyệt vời khi mà chúng ta đạt được mục tiêu thì chúng ta mới vượt qua được những cái thử thách. Tiếp theo là chúng ta hành động liên tục cho đến khi đạt được mục tiêu, thì chúng ta cứ dành trọn vẹn 2 tiếng một ngày, dành trọn vẹn 2 tiếng một ngày và hành động liên tục cho đến khi đạt được mục tiêu, là chúng ta học hỏi liên tục, học hỏi liên tục, cứ liên tục tiến lên cho đến khi bạn đạt được mục tiêu, đừng bao giờ quay đầu lại. Chúng ta liên tục tìm kiếm những giải pháp. Do đó việc hành động liên tục, nên nhớ là hành động liên tục, đừng bao giờ nhìn hay là phàn nàn, phán xét bất cứ một điều gì. Chúng ta hành động liên tục bởi vì kết quả là do chính bản thân mình sẽ tạo ra, và chỉ có mình mới có thể giúp mình được thôi. Luôn có một thói quen học và thực hành liên tục, tích lũy đủ về lượng nhảy vọt về chất ấy. Và chúng ta hãy có một cái thói quen đó là cảm thấy bình thường với vấn đề, giống như kiểu chúng ta gặp vấn đề thì xử lý thôi, không cần phải suy nghĩ nó khó hay dễ hay là phàn nàn hay mệt mỏi gì cả.
Thấy vấn đề là xử lý liên tục, xử lý cho đến khi chúng ta thành công. Và kiên trì, kiên trì. Thói quen tiếp theo nữa là phải tìm giải pháp thay vì nêu lý do. Rồi, cái điều tiếp theo nữa là chúng ta hãy tập trung. Bởi vì là chúng ta phải biết đâu là cám dỗ bên ngoài kia. Ví dụ như có những mảng tạo ra thu nhập rất là cao, thu nhập thụ động, đặc biệt như là bất động sản, forex, trade đó. Rồi hoặc là chứng khoán, hay là những cái app điện thoại di động, mở doanh nghiệp, mở chuỗi cửa hàng cà phê vân vân, rất là nhiều cái công việc kinh doanh người kia nó sẽ cám dỗ mình và mình sẽ bị thu hút. Chúng ta phải tập trung, mình phải biết là thời điểm này chúng ta đang tập trung vào cái gì. Tiếp theo là chúng ta hãy lắng nghe từ mục tiêu và ước mơ của mình. Hãy nhớ đến liên tục những lý do và chúng ta bắt đầu để chúng ta tập trung vào cái mục tiêu. Đừng bị sao nhãng bởi những yếu tố khác. Các bạn hoàn toàn có thể là học hỏi để có một cái tầm nhìn lớn hơn. Tuy nhiên hãy tập trung vào những cái gì sát với ước mơ của mình nhất và kiên định với mục tiêu. Số 9, cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta chia sẻ những gì mà chúng ta học được. Việc chia sẻ đôi khi là các bạn cứ nghĩ là việc học nó sẽ tốt hơn, nhưng mà thực ra khi mà chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ nhận lại những cái phản hồi giống như kiểu phản hồi của vũ trụ vậy đó. Khi mà chúng ta chia sẻ, chúng ta lại càng nhận lại, càng chia sẻ chúng ta lại càng nhận lại được nhiều hơn. Và đặc biệt chia sẻ về lĩnh vực mà chúng ta đang làm, chia sẻ về affiliate marketing sẽ giúp cho chúng ta nhớ bài hơn, rồi giúp cho những cái nguồn lực về affiliate marketing sẽ đến với mình. Ngoài ra thì chia sẻ sẽ giúp cho chúng ta trao đổi kiến thức với những người cũng đang làm affiliate khác, thì lúc đó họ có gì hay họ cũng chia sẻ với mình. Do đó nếu mình chia sẻ với 100 người thì chúng ta sẽ nhận lại ít nhất là 100 cái kiến thức, ít nhất là 100 kiến thức khác nhau, trong khi những người không chia sẻ thì có thể họ chỉ có một cái kiến thức, hoặc là nếu như ai đó may mắn được ai đó chia sẻ cho họ thì chỉ có một vài cái kiến thức mới thôi. Nhưng mà cái thói quen chia sẻ sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc thành công đó. Số 10 đó là chịu trách nhiệm 100% về sự thành công của mình. Đây là một cái điều quan trọng nhất. Khi mà chúng ta với tinh thần chịu trách nhiệm 100% về mình thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công ở trong lĩnh vực này. Đừng bao giờ đổ lỗi, hãy chịu trách nhiệm 100% mọi quyết định hành động của mình, chịu trách nhiệm 100% về mình. Lúc đó chúng ta bắt buộc sẽ khiến cho chúng ta thành công. Nhớ 10 điều này ha. Hãy follow những người thành công và tham gia ít nhất một đội nhóm về affiliate marketing. Tự cam kết dành thời gian ít nhất 2 giờ chất lượng mỗi ngày và chọn một người thầy, một người mentor để dẫn dắt những bước đi đầu tiên. Học từ những thất bại, đặt mục tiêu cao, nhớ là phải đặt mục tiêu cao. Xác định tầm nhìn của mình. Số 7 đó là chúng ta hành động liên tục cho đến khi đạt được mục tiêu. Và tiếp tục là chúng ta hãy tập trung. Số 9 là hãy chia sẻ, nhớ là phải chia sẻ nha, chia sẻ những người điều bạn học được. Cái đây là một trong những cái yếu tố mà quan trọng nhất đó. Các bạn có thể là xây kênh YouTube chia sẻ cả những cái việc mà chúng ta đang học luôn, hoặc là chia sẻ trên Facebook, chia sẻ với bạn bè, đội nhóm của mình, vân vân. Số 10 là chịu trách nhiệm 100% về sự thành công của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của Hường. Hãy subscribe đăng ký kênh YouTube, Hường sẽ chia sẻ nhiều hơn về affiliate marketing. Đừng quên follow Hường ở trên Facebook. Có một số điều Hường chia sẻ tại một tấm hướng cho lại ở trên Facebook, để tham gia vào cộng đồng khách laptop lên tại đây. Bye bye, hẹn gặp lại video tiếp theo. Đừng quên subscribe kênh YouTube nha.